Đây giờ luật sư cũng đi ra rồi cả nhà. Dạ chúc luật sư năm mới sang năm mới nha. Con chúc sang năm đại thắng nha chị. Dạ. Chiếc xe màu đỏ rất là đẹp, rất đẹp ha. Và sắp tới thì qua Tết thì mọi chuyện sẽ đại tướng đối với chị Loan cả nhà. Hôm nay thì chúng ta có mời thầy tới làm cố vấn và trợ lý của cả nhà, hoặc là tăng cường thêm ba người nữa, tăng cường cả nhà, tăng cường luật sư và chị Loan luôn đó. Chị đang quay đầu lại cả nhà. Chào chị nha. Trước khi về chị cũng chào mấy anh em quá trời luôn, quẩy tay chào luôn. Phải nói là một cái tin chuẩn bị sắp vui đến đây cả nhà. Dạ, hiện tại thì hôm nay là chị Hồng Loan chuẩn bị dọn nhà này cả nhà. Cái chị làm nấu nướng bên trong thì cũng đã đến đây rất là sớm, và cũng như là bây giờ nấu nướng xong rồi thì chị ra ngoài chị mua thêm hai cái chổi nữa cả nhà, và mua thêm đồ ăn nữa kìa, rau cũng như là đó. Hiện tại thì nhà chị Hồng Loan thì có hai người nấu ăn cả nhà, chị này và chị Thảo, hai chị. Người nào bận thì người kia nấu. Chị này Hạo Nhân cũng chưa nói chuyện được nhiều với chị nên chưa biết chị ở đâu và chị ở gần đây hay không thì Hạo Nhân không biết cả nha. Thì cứ chia sẻ hình ảnh và đó, cả nhà mình xem. Và có hai tấm thảm để chân nữa cả nhà đó. Chị đã vào bên trong rồi đó. Dạ mến chào cả nhà nha. Bất ngờ chưa, hôm nay thì có một bó bông cả nhà, không biết là ai đem đến nè, rất là đẹp luôn. Đây họ giao qua cho ai vậy anh? Số 5 đồng điểm hả? Đúng không? Kêu cho anh Bảy nhận qua nè. Wow, Mỹ ôm nguyên bó hoa vô luôn nè cả nhà. Ai tặng cho anh Mỹ hả? Không, của mình luôn. Dạ. Để đâu? Bông. Này hoa chứ phải bông. Nó là nay anh pha này vào anh tét phụ rồi cả nhà. Trời rất là nắng luôn. Buổi chiều buổi trưa hôm nay thì anh pha rồi cả nhà, anh pha cùng với lại chị Bum Bum rồi cả nhà, ra trước nhà nè, vào bánh tét cho các cô chú bác ở trong khu vực Phú Nhuận này cả nhà. Tết nay thì công việc nó cũng ít lại rồi cả nhà, thì mọi người sẽ cùng nhau để mà hỗ trợ nhau đi vào bánh tét nè. Hello, Dương Bơm cười rất là tươi luôn.
Dạ, mình chào cả nhà nha. Buổi trưa hôm nay thì cũng có một chiếc xe đến cả nhà. Và trên xe thì có một cây mai cả nhà. Đậu trước nhà chị Hồng Loan luôn. Không biết là phải của ai tặng cho chị Hồng Loan hay không nha cả nhà. Thế mình cũng đang đậu đây. Đó, đang mới bẩn xuống luôn cả nhà. Tài xế đã lên xe rồi và cũng đang mở bẩn rồi. Cái mai rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Dạ thì mới đây thôi thì luật sư Tuyết Ngọc cũng cùng với lại thầy của mình và cùng với luật sư Thiên Ngân và cùng mọi người đã đến đây và làm việc với chị Hồng Loan xong cả nhà, cũng như là xử cái vụ mà mẹ con cô Sáu Bầu đó, ăn chặn tiền cũng điếu cả nhà. Thì bây giờ nay là ngày 27 rồi, là ngày âm lịch đó cả nhà, còn dương lịch thì ngày 6 rồi cả nhà. Đó thì mọi người cũng đang có mặt ở nhà chị Hồng Loan cũng như là theo dõi chia sẻ những video hay gửi đến với cô chú anh chị mình, cũng như là coi có phía bên kia qua đây nhằm để mà theo dõi chị Hồng Loan hay không, để mà anh em trước nhà cũng như là bảo vệ chị Hồng Loan trong những cái ngày cuối năm này cả nhà. Ồ, cái mai bự và đẹp lắm luôn các nhà. Dạ thì ông video cũng khá là dài rồi cả nhà. Hội dân cũng xin chúc cho cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công. Chúc cho cả nhà mình luôn luôn gặp nhiều may mắn và luôn luôn gặt hái được những cái gì mà mình mong muốn cả nhà. Dạ xin chân thành cảm ơn cả nhà em rất là nhiều luôn, rất mong cả nhà hãy đăng ký và like ủng hộ kênh Hậu Nhân Vlog nha cả nhà. Dạ, xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn.